Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch xây dựng một tuyến công sự khổng lồ từ các vùng Azov, Donbass kéo dài đến phía tây đất nước. Giới phân tích đã so sánh cột mốc quan trọng này với dự án Azov, hay còn gọi là bức tường phía đông. Đây là một tuyến phòng thủ quân sự được củng cố của Đức Quốc xã, tiên tiến bậc nhất về công nghệ và vẫn là một trong những hệ thống lớn nhất và thú vị nhất của loại hình công sự trong lịch sử thế giới hiện đại. Dự án công sự của Ukraine có những điểm đặc biệt gì? Liệu rằng trong bối cảnh hiện tại có thành công và trở thành lá bùa hộ mệnh cho Kiev hay không? Và Nga sẽ phản ứng thế nào trước những kế hoạch đó? Chúng ta sẽ cùng thảo luận trong bình luận quốc tế hôm nay. Ngày 1 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp ở Zaporizhia đã công bố kế hoạch xây dựng các công trình phòng thủ. Các kế hoạch bao gồm việc xây dựng các công sự theo hướng Avdiivka, Marinka và Kupiansk-Liman, cũng như dọc biên giới phía bắc với Nga và Belarus. Tuyến công sự này được đánh giá rất giống với dự án Azov, bức tường phía đông của Đức Quốc xã. Do kế hoạch Zelensky vạch ra, phần lớn lặp lại những phác thảo của dự án công sự của Đức. Trước hết, chúng ta cần biết bức tường phía đông có đặc điểm như thế nào. Đây là một công trình được dựng lên vào năm 1943 như một hàng rào bảo vệ châu Âu khỏi chủ nghĩa Bolshevik. Hệ thống công sự bao gồm khoảng 100 cấu trúc phòng thủ bê tông, có mương chống tăng, bãi mìn, lưới thép và bãi súng máy, được kết nối một phần bởi một mạng lưới các đường hầm dưới lòng đất. Phần thú vị nhất là phần trung tâm của nó. Các bon kè được kết nối với nhau bằng một hệ thống đường hầm ngầm dài 32 km và sâu tới 40 mét. Trong hệ thống ngầm cũng có các nhà ga, xưởng, phòng máy và doanh trại. Bức tường phía đông là nơi trú ẩn dưới lòng đất lớn nhất châu Âu. Bất chấp mọi nỗ lực của đối phương, quân đội Liên Xô vẫn chọc thủng được các công sự. Quân sự còn chỉ ra binh lính Nga hoặc Liên Xô đã nhiều lần đối diện với các tổ hợp tuyến phòng thủ vững chắc khác. Trong chiến tranh mùa đông 1939-1940, Liên Xô đã gặp phải một trở ngại quan trọng mang tên phòng tuyến Mannerheim nổi tiếng của Phần Lan. Các công sự trải dài trên eo đất Karelia tới 135 km. Điều này đã gây ra rất nhiều vấn đề cho quân đội Liên Xô. Học thuyết quân sự ghi nhận rằng các công sự sẽ là những phương tiện mạnh mẽ và uyển chuyển để tổ chức phòng ngự dựa trên nguyên tắc tận dụng địa hình, nhằm lập nên một chiến tuyến trải dài liên tục ở khắp mọi nơi. Những chiến lũy chỉ là công cụ phòng ngự để sau đó phản công. Tuy nhiên, quân sử châu Âu cũng có những ví dụ điển hình về hệ thống phòng thủ được xem là kiệt tác và được đặt nhiều kỳ vọng, song lại trở nên vô nghĩa. Một trong số đó là tuyến Maginot. Nó được Bộ trưởng Chiến tranh của nước Pháp từ năm 1928 đến năm 1931, André Maginot lập nên. Tuyến Maginot được xây dựng từ năm 1928 đến năm 1936 để bảo vệ nước Pháp khỏi cuộc tấn công bất ngờ từ Đức. Tuyến phòng thủ chính chạy từ Longjon đến Belfort và có chiều dài mặt trận khoảng 400 km và có chiều sâu 10 km, nơi vào sâu nhất trong lãnh thổ nội địa phía Tây là 22 km. Đó là một chuỗi dài hệ thống phòng ngự nối nhau bằng những con đường, những hầm hào, thậm chí cả những tuyến đường sắt tiếp vận. Nó là sự sắp xếp đan xen của các cứ điểm, các trạm gác biên phòng, các công sự, các kho vũ khí và kho lương thực hậu cần, các trạm quan sát tiền tiêu. Ngay phía sau tuyến phòng ngự đầu tiên là những pháo đài và những phức hợp bon kè có thể chứa tới hàng ngàn binh lính. Vấn đề chính của nó là vùng trải dài ở các khu vực tiếp xúc giữa Pháp và Bỉ. Sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, quân Đức đã lợi dụng khoảng trống này trong hệ thống phòng thủ của kẻ thù và gần như đánh chiếm nước Pháp mà không gặp phải sự kháng cự nào chỉ trong vài ngày. Đây là sự thất bại chính của các công trình được xây dựng trong gần 12 năm. Quân sự châu Âu cũng biết đến đường Stalin của Liên Xô trải dài từ eo đất Karelian đến bờ biển Đen. Các chuyên gia đánh giá khác nhau về hiệu quả của nó vì vào đầu chiến tranh vệ quốc vĩ đại, hệ thống công sự được xây dựng trước đó không đáp ứng yêu cầu phòng thủ trước pháo binh hạng nặng. Tuy nhiên, tuyến công sự vẫn đóng một vai trò trong việc phá vỡ kế hoạch Barbarossa, kế hoạch xâm lược Liên Xô của Đức Quốc xã, được xem là chiến dịch quân sự lớn nhất của Berlin trong Thế chiến thứ hai. Qua ví dụ điển hình trên, có thể thấy sự thành công hay thất bại của các phòng tuyến đang được xây dựng không phụ thuộc nhiều vào chiều dài hay độ dày của các công trình phòng thủ,
mà phụ thuộc vào việc lựa chọn vị trí của chúng. Nếu lựa chọn vị trí thành công, tuyến phòng thủ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho quân tiến công. Nếu không, quân đội đối phương chỉ cần vượt qua các công sự và thực hiện các mục tiêu đề ra. Đây chính là yếu tố quyết định sự thành công của phòng tuyến Surovikin, được lấy tên từ cha đẻ của nó, Đại tướng Nga Sergei Surovikin, là hệ thống công sự nổi tiếng thế giới hiện nay ở vùng Azov và Donbass. Các chuyên gia đánh giá sự thành công của phòng tuyến Surovikin không bị cản trở, ngay cả trước thực tế dễ bị phát hiện thông qua trinh sát vệ tinh của NATO. Ukraine đã nhận ra quy mô của các công trình do Nga dành nhiều thời gian xây dựng. Dù biết trước như vậy, song lực lượng vũ trang Ukraine vẫn phải tấn công chính xác vào những khu vực này, bởi họ không còn lựa chọn tấn công nào khác do đặc điểm vị trí địa lý của khu vực tiền tuyến. Phòng tuyến Surovikin của Nga đã thể hiện và phát huy vai trò xuất sắc trong cuộc phản công của Kiev khi quân Ukraine đơn giản bị mắc kẹt trong đó. Thực tế là phòng tuyến này được xây dựng trong một thời gian dài, sử dụng một số lượng lớn thiết bị và vật liệu. Sự kết hợp của những yếu tố này đã giúp xây dựng nên một hệ thống công sự hiệu quả. Cộng đồng tình báo nguồn mở Distes có trụ sở tại Ukraine đã xử lý các dữ liệu được hiển thị dưới dạng bản đồ để phân tích hình ảnh vệ tinh ở các khu vực hiện do Nga kiểm soát. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra hệ thống công sự kiên cố mà quân đội Nga đã xây dựng. Theo Distes, tổng chiều dài công sự mà Nga xây dựng ở khu vực tiền tuyến là 6.000 km. Chúng kéo dài từ phía nam sang phía đông qua các vùng Kherson 886 km, Zaporizhia 1869 km, Donetsk 1865 km, Luhansk 1140 km, Crimea 265 km và tiến sâu hơn vào phía sau. Tất cả những công sự này đều là đào mới, chưa tính đến những công sự được xây từ năm 2014 trong cuộc xung đột ở Donbass. Tại khu vực tiền tuyến chính giữa lực lượng Nga và Ukraine là khoảng 1.500 km. Trên thực tế, cứ trung bình mỗi 1 km tiền tuyến, Nga lại xây dựng 4 km công sự. Ngoài ra, cách bố trí các công sự của Nga là khác nhau tùy theo từng khu vực. Tại Zaporizhia, trên đường đến Melitopol và Berdyansk, Nga xây dựng 410 km hệ thống phòng thủ răng rồng và 514 km hào chống tăng, tổng cộng chiến hào dài 896 km. Trong khi đó, tại vùng Donetsk, Nga xây dựng 1.285 km công sự, kèm theo đó là 269 km tuyến phòng thủ răng rồng và 282 km chiến hào. Nguyên nhân của sự khác biệt này có thể nằm ở đặc điểm địa hình. Các khu vực phía nam có nhiều nơi xe tăng dễ bị tấn công hơn nên cần được bảo vệ bằng hào chống tăng. Giới học giả coi việc Tổng thống Zelensky thực hiện các kế hoạch xây dựng công sự là điều không thực tế, bởi vì việc xây dựng hàng ngàn km tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đòi hỏi một lượng lớn thời gian, con người, thiết bị và các nhà quản lý có năng lực, những người có thể thực hiện các công việc cần thiết trong thời gian nhất định. Vì vậy, lực lượng vũ trang Ukraine rất có thể sẽ tạo ra một hệ thống phòng thủ tập trung hơn là hiện thực hóa giấc mơ của nhà lãnh đạo Zelensky. Tiến sĩ khoa học quân sự Konstantin Sipkov cho biết, sự thành công của tuyến phòng thủ là nhờ vào sức mạnh vũ khí của quân phòng thủ, cũng như việc xây dựng hệ thống công sự sâu rộng, phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật quân sự. Ngoài ra, ưu thế về hỏa lực trên chiến trường và ưu thế trên không cũng rất quan trọng. Hiệu quả của tuyến phòng thủ cũng được xác nhận qua việc có hay không khả năng vượt qua các công sự. Do đó, tuyến Surovikin của Nga đáp ứng chính xác những tiêu chí này. Theo chuyên gia Sipkov, nếu lực lượng vũ trang Ukraine thực sự chuyển sang hoạt động củng cố tuyến phòng thủ, bình tĩnh xây dựng các công trình phòng thủ, thì lực lượng vũ trang Nga sẽ có những phản ứng nhanh chóng và cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương ở các khu vực cụ thể của mặt trận để tước đi cơ hội tấn công của quân đội Ukraine. Ngoài ra, theo chuyên gia quân sự Alexei Leonkov, địa lý của tả ngạn sông Dnepr cũng không có lợi cho lực lượng vũ trang Ukraine. Đánh giá theo quy mô đã công bố, tuyến phòng thủ Zelensky được lên kế hoạch lớn hơn tuyến Surovikin gấp vài lần. Vậy, Ukraine sẽ lấy đâu ra bước đột phá về thiết bị và nguyên liệu để xây dựng công trình lớn như vậy? Giả sử chính quyền Ukraine buộc tất cả các công nhân đưa toàn bộ máy kéo và cần cẩu hiện có để đi xây dựng phòng tuyến,
Giả sử châu Âu một lần nữa đầu tư giúp đỡ Kiev, nhưng ở đây vẫn nảy sinh một số trở ngại không thể vượt qua. Thứ nhất, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ gặp vấn đề về hậu cần. Các tuyến đường sắt hiện đang quá tải, nên quân đội Ukraine sẽ phải lựa chọn ưu tiên vận chuyển vật liệu xây dựng hay đạn dược. Bạn không thể mang mọi thứ bằng đường bộ. Ngoài ra, ai sẽ trả tiền cho việc xây dựng này? Ukraine đã ngập trong nợ nần, chưa kể đến nạn tham nhũng nhức nhối ở đất nước này. Thứ hai, bất kỳ điểm nào được lựa chọn là nơi xây dựng tuyến phòng thủ đều trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga. Theo đó, vì đây là những cơ sở quân sự, nên quân đội Nga sẽ tập trung nhắm mục tiêu vào nơi tập trung đông binh lính và thiết bị. Thứ ba, tuyến Surovikin không được xây dựng trong thời gian ngắn, xong ngay lập tức mà phải mất hơn 6 tháng. Và công trình đồ sộ này được thực hiện bởi một quốc gia đang không ngừng phát triển và xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn với mọi mức độ phức tạp và trên mọi địa hình. Ukraine không có kinh nghiệm như vậy. Cùng với đó, hãy đặt giả định rằng sẽ không có ai can thiệp hay giúp đỡ vào phần việc xây dựng này của Ukraine. Vậy Kiev sẽ mất bao lâu? Rõ ràng là nhiều hơn 6 tháng mà Nga đã phải bỏ ra khi xây dựng tuyến phòng thủ. Thứ tư, tuyến phòng thủ vững chắc phải dựa lưng vào các thành phố có khu công nghiệp. Ví dụ, Avdiivka là thành phố lớn thứ 15 của khu vực Donbass, nơi có khu công nghiệp lớn, nhà máy than cốc và một số tòa nhà lớn khác, cũng như các công trình kiến trúc của Liên Xô với các hầm ngầm sâu dưới lòng đất mà ngay cả một quả bom bê tông cũng không thể chạm tới. Ngược lại, nếu những công trình kiên cố như vậy lại được tạo dựng ở những thành phố nhỏ thì mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều, nhất là trên một bãi đất trống rất khó để xây dựng các công sự. Ở Ukraine, những thành phố như Avdiivka không nhiều, vậy nên Ukraine chỉ có thể xây dựng các công sự ở Slavyan, Kramatorsk và Konstantinovka. Điều quan trọng nữa là khu vực kiên cố Avdiivka của lực lượng vũ trang Ukraine không phải lần đầu tiên xuất hiện khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, mà thành trì này đã được quân đội Ukraine xây dựng từ năm 2015 và liên tục được bồi đắp. Việc Ukraine xây dựng và củng cố thành trì Avdiivka thuận lợi như vậy được cho là nhờ thỏa thuận Min 2, một thỏa thuận được nhóm bộ tứ Normandy gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức thúc đẩy tại thủ đô của Belarus hồi năm 2015 nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu khi đó đã kéo dài 10 tháng ở miền đông Ukraine. Thỏa thuận được xem là con đường giải quyết xung đột, là phương tiện cho những cuộc trao đổi trực tiếp giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, đáng tiếc thỏa thuận không được thực hiện triệt để. Ngày nay, khu vực kiên cố Avdiivka được đánh giá là đỉnh cao nghệ thuật công binh của Ukraine. Điều đó không hề cường điệu. Tuy nhiên, trong quân khu phía Bắc bây giờ, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không còn có thể xây dựng một công trình nào đó tương tự và rộng lớn như Avdiivka được nữa. Niềm tin vào những bức tường thành không phải là một sai lầm mà là một truyền thống lâu đời trong lịch sử bất cứ nền văn minh nào trên thế giới, và Ukraine cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu tạo nên những ảo tưởng về sự bất khả xâm phạm của tuyến phòng thủ thì sẽ dễ hứng chịu thất bại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế của báo Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.